Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Khuyến học Hồng Lam. Thưa quý vị, Hà Tĩnh được biết đến không chỉ là vùng đất với nhiều danh lam thắng cảnh, với những con người chịu thương chịu khó, mà đặc biệt là nơi còn có truyền thống hiếu học và học giỏi với những danh nhân tuấn kiệt, với những lang khoa bảng, những dòng họ đời nối đời danh gia vọng tộc đi lên từ học hành. Tinh thần hiếu học từ ngàn đời xưa vẫn luôn được các thế hệ hôm nay giữ gìn và tiếp nối, tạo ra nhiều dấu ấn mới trên chặng đường chinh phục các đỉnh cao trí tuệ. Đây cũng là nội dung chính được chúng tôi chuyển đến quý vị trong chương trình hôm nay. Trước khi đi sâu vào vấn đề này, hãy cùng chúng tôi cập nhật một số thông tin khuyến học. Vừa qua, Quỹ Xã hội Phan Anh phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Trần Phú, huyện Đức Thọ tổ chức trao quà cho học sinh vượt khó, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, đồng thời trao giải thưởng cho cuộc thi Vẽ tranh thư viện Tô điểm tri thức do Quỹ Xã hội Phan Anh tổ chức, được sự ủy quyền của Quỹ. Thường trực Hội Khuyến học huyện đã trực tiếp trao phần thưởng cho 20 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học này. Quỹ Khuyến học Khuyến tài Phan Đình Phùng, huyện Vũ Quang vừa thông qua dự thảo quy chế hoạt động trình Ủy ban Nhân dân huyện thẩm định phê duyệt. Tại đây đã quy định rõ các điều khoản chung về chức năng nhiệm vụ của Quỹ cũng như cách huy động quản lý nguồn thu chi cùng các quy trình thủ tục khen thưởng. Chiều ngày 11 tháng 4 vừa qua, Bộ Quy chế đã được huyện Vũ Quang phê duyệt và chính thức đưa vào áp dụng. Nằm trong chuỗi sự kiện các hoạt động hướng đến chào mừng Đại hội Hội Khuyến học cựu giáo chức tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Khuyến học cựu giáo chức thị xã Hồng Lĩnh sẽ triển khai tổ chức giải bóng chuyền hơi năm 2024 dành cho cán bộ hội cơ sở. Giải đấu dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 4. Thưa quý vị và các bạn, Hà Tĩnh được biết đến là vùng đất học với nhiều nhân tài hiển danh từ sự học đi lên. Nức tiếng học hành đỗ đạt cao, bao bậc tiến nhân đã có nhiều đóng góp cho quốc gia dân tộc. Tiếp nối truyền thống trong thời kỳ mới, ngọn lửa tinh thần hiếu học từ ngàn xưa vẫn luôn được con cháu tiếp nối giữ gìn từ chính tinh thần khuyến học khuyến tài của tỉnh nhà. Ngày nay, nhiều học sinh Hà Tĩnh đã vươn lên nổi bật, ghi dấu ấn trên các đấu trường quốc gia, khu vực và quốc tế. Trong mục Vì một xã hội học tập hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại một số gương mặt tiêu biểu của học sinh Hà Tĩnh trên chặng đường chinh phục các đỉnh cao tri thức hôm nay để thêm tự hào về truyền thống quê hương. Trịnh Kim Chi, huy chương vàng Olympic toán Đông Nam Á năm 1998. Phan Mạnh Tân, nhà vô địch đường lên đỉnh Olympia toàn quốc năm 2001. Lê Nam Trường, huy chương bạc Olympic toán quốc tế năm 2006. Võ Anh Đức, huy chương vàng Olympic toán quốc tế năm 2013. Phan Nhật Duy, huy chương vàng Olympic toán quốc tế 2017. Và mới đây nhất là Phan Xuân Hành, là Đinh Cao Sơn, với thành tích chung đều đạt huy chương vàng hóa học quốc tế năm 2022 và 2023. Những cái tên học sinh Hà Tĩnh liên tục được xướng danh trên đấu trường quốc tế. Nhiều kỷ lục liên tục được lập ra. Học sinh Hà Tĩnh trên chặng đường chinh phục các đỉnh cao tri thức. Cùng với hơn 1.500 em học sinh đạt các thành tích học sinh giỏi quốc gia khác nhau, đang góp phần nối dài niềm tự hào, viết tiếp những trang sử vàng của mảnh đất hiếu học Hồng Lam. Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Tĩnh có nhiệm vụ quan trọng đặc biệt là phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu về văn hóa bậc trung học phổ thông. Không những trong quá trình học tập, rèn luyện mà kể cả khi rời ghế nhà trường, học sinh chuyên Hà Tĩnh cũng thể hiện được tư chất thông minh, ý chí, nghị lực, bản lĩnh và sự năng động, sáng tạo của mình. Xuất phát từ sức hút và sự ngưỡng mộ thế hệ đi trước, cô giáo Nguyễn Thị Linh Chi cũng đã nỗ lực khẳng định mình. Thời điểm những năm 2016-2017, nữ sinh Linh Chi đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử của trường hai lần liên tiếp ẵm giải nhì quốc gia ở bộ môn ngữ văn lớp 12. Từ đây đã tạo động lực trên hành trình chinh phục tri thức, giúp cô giáo Chi thêm quyết tâm thực hiện ước mơ và trở về cống hiến cho quê hương. Khi đã là một giảng viên trực tiếp công tác tại đấy, ngoài cảm giác hãnh diện, tôi còn
lâng lâng xúc động, bởi tôi biết rằng đằng sau những thành tích ấy là cả sự nỗ lực của tập thể sư phạm nhà trường. Và tôi nghĩ rằng chính những cái thành tích đáng tự hào đó sẽ viết tiếp những trang sử hào hùng của đất học Hồng Lam. Dinh Cao Son from Vietnam. Còn đây là những hình ảnh về Dinh Cao Son, chàng trai xuất sắc đã đưa tấm huy chương vàng hóa học quốc tế thứ hai về cho Hà Tĩnh vào năm 2023 vừa qua. Bằng tất cả sự nỗ lực, em giành chiến thắng thuyết phục, lập kỷ lục với điểm số dẫn đầu đoàn Việt Nam và xếp thứ 7 trên tổng số 348 thí sinh đến từ 89 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hình ảnh chàng trai với lá cờ tổ quốc trên tay bước lên bục vinh danh đã nhanh chóng lan tỏa trên các phương tiện thông tin đại chúng, trở thành hình ảnh đẹp, đầy xúc động, vinh dự và tự hào. Bên cạnh việc say mê học tập, học sinh Hà Tĩnh còn năng động, sáng tạo, ghi điểm trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Em Nguyễn Khôi Nguyên, học sinh lớp 12 Toán 1, trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Tĩnh, là một ví dụ điển hình khi chỉ trong một năm học vừa qua, em đã đạt giải 3 học sinh giỏi quốc gia môn sinh học, giải nhất học sinh giỏi tỉnh môn sinh học lớp 12, giải nhất môn cờ vua hội khỏe Phù Đổng và mới đây còn vinh dự đạt danh hiệu học sinh 3 tốt cấp trung ương. Ngay từ khi bước vào môi trường chuyên Hà Tĩnh này thì em đã thấy được những cái thành tích và cái bề dày truyền thống học tập của các anh chị đi trước, từ đó đã tiếp động lực cho em có thể đạt được những cái mục tiêu thành tích trong 3 năm cấp 3 vừa qua. Song hành cùng sự nỗ lực và tư chất của các em chính là sự tâm huyết, tận tụy và trí tuệ của chính đội ngũ giáo viên, sự đồng hành của các nhà trường, của ngành giáo dục và đào tạo, đặc biệt là sự quan tâm động viên của khuyến học các cấp, sự sâu sát của tỉnh nhà trong việc khuyến khích, vinh danh, trao thưởng kịp thời, tạo thêm động lực cho các em trên hành trình đi tới. Ngành thì tiếp tục công tác tham mưu cho tỉnh để ban hành các chính sách gắn liền với phát triển đội ngũ để nâng cao chất lượng dạy học, và trong đó quan tâm tới chính sách để bồi dưỡng học sinh giỏi. Và thứ hai nữa là liên quan tới vấn đề đổi mới phương pháp hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá và công tác phát hiện bồi dưỡng, tạo sân chơi để học sinh tham gia và nơi đó sẽ phát hiện kịp thời học sinh giỏi. Vâng thưa quý vị, hành trình chinh phục các đỉnh cao tri thức của học sinh Hà Tĩnh đang ngày càng được nối dài bởi các thành tích đáng nể được các em liên tục lập ra sau mỗi năm. Đây không chỉ là minh chứng cho truyền thống hiếu học của quê hương, mà còn cho thấy được những sự cố gắng không ngừng nghỉ của chính thầy và trò nói riêng và ngành giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh trong việc góp phần nâng cao vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc gặp gỡ với em Đinh Cao Sơn, chủ nhân huy chương vàng Olympic Hóa học Quốc tế năm 2023. Em hiện là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Xin chào Đinh Cao Sơn. Cách đây một tuần thì em là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu được Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ và chúc mừng. Vậy thì cảm xúc của em khi nhận được sự vinh danh này là như thế nào? Đối với em thì việc gặp được Thủ tướng Chính phủ và được Thủ tướng trao những món quà chúc mừng là một niềm vinh dự và cũng là món quà tinh thần cho chặng hành trình vừa rồi của em. Động lực nào đã khiến cho em nỗ lực như vậy trong học tập? Từ khi mà nhìn thấy cái bảng vàng thì em lấy đó là mục tiêu, động lực để bản thân mình cố gắng và phấn đấu để mà một ngày nào đó mình có thể ghi danh mình trên cái bảng vàng danh giá đó. Thì khi nhận được cái tấm huy chương vàng danh giá đó thì em cảm thấy rất là tự hào và xúc động, bởi vì đó là món quà vô cùng quý giá dành tặng cho chuyến hành trình tràn đầy nỗ lực của em, bởi vì em được thay mặt cho Tổ quốc Việt Nam chiến đấu trong màu cờ sắc áo. Vậy thì thông qua chương trình Khuyến học Hồng Lam, em có muốn nhắn gửi một điều gì đó đến với các bạn bè đồng trang lứa hoặc là những thế hệ mai sau đang nỗ lực ghi những dấu ấn mới trên chặng đường mà em đã đi qua không? Sau khi đạt được cái thành tích đó thì bản thân em mong muốn rằng sẽ lan tỏa được cái tinh thần, cái nhiệt huyết học tập cho thế hệ mai sau, để thế hệ mai sau tiếp tục có những cái dấu mốc, những cái thành tích chói lọi hơn nữa trong con đường chinh phục tri thức trong học tập ạ. Xin cảm ơn Đinh Cao Sơn về những chia sẻ vừa rồi. Cuộc trò chuyện vừa rồi của chúng tôi với chủ nhân huy chương vàng Olympic Hóa học Quốc tế năm 2023 cũng đã khép lại chương trình Khuyến học Hồng Lam tuần này. Hãy tương tác cùng với chúng tôi qua fanpage YouTube Truyền hình Hà Tĩnh để cùng nhau lan tỏa nét đẹp hiếu học của quê hương. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Vì lẽ trăm năm ta trong người.